Chào mừng mọi người đến với kênh của Xuân Yến. Đây là kênh giúp các bạn tăng vốn từ vựng thông qua việc xem các video song ngữ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về sức mạnh của lời nói. Câu chuyện về hình thức tâm linh của việc khai thác gỗ ở Solomon Islands. Câu chuyện về hình thức tâm linh của việc khai thác gỗ ở quần đảo Solomon. Solomon Islands là một nhóm các islands ở Nam Thái Bình Dương. Quần đảo Solomon là một nhóm các đảo ở Nam Thái Bình Dương. Có một câu chuyện ảnh hưởng lớn tồn tại ở Solomon Islands. Có một câu chuyện có ảnh hưởng lớn tồn tại ở quần đảo Solomon. Trong một ngôi làng, một số người sử dụng hình thức tâm linh để khai thác gỗ. Chuyện kể rằng, để đốn hạ một cái cây quá lớn, villagers đã thực hành một hình thức lời nguyền ma thuật. Chuyện kể rằng, để đốn hạ một cái cây quá lớn, dân làng đã thực hành một hình thức lời nguyền ma thuật. Những cây to quá, không chặt được thì bị cursed một cách thậm tệ. Những cây to quá, không chặt được thì bị nguyền rủa một cách thậm tệ. Villagers vây quanh cái cây và curse nó hàng giờ mỗi ngày. Dân làng vây quanh cái cây và nguyền rủa nó hàng giờ mỗi ngày. Việc làm này tiếp diễn trong 30 ngày, sau đó cái cây dries up và chết. Việc làm này tiếp diễn trong 30 ngày, sau đó cây khô và chết. Villagers tin rằng lần nào việc làm này cũng có tác dụng đối với họ. Dân làng tin rằng lần nào việc làm này cũng có tác dụng đối với họ. Mặc dù không có giá trị khoa học cho câu chuyện này, tuy nhiên nó là một câu chuyện đáng suy ngẫm. Nó miêu tả một cách kỳ diệu sức mạnh của lời nói, suy nghĩ, hào quang và năng lượng của cá nhân. Quá trình la hét và đốn ngã này thực sự là một điều đáng sợ trong cuộc sống thực. Khi dân làng curse, toàn bộ ý định phá vỡ linh hồn trong cái cây của họ mạnh mẽ đến mức họ đã thực hiện một tội ác. Khi dân làng nguyền rủa, toàn bộ ý định phá vỡ linh hồn bên trong cái cây của họ mạnh mẽ đến mức họ đã thực hiện một tội ác. Psychologically, về mặt tâm lý, những gì dân làng cứ nhắc đi nhắc lại trong hơn 30 ngày đã trở thành niềm tin mãnh liệt của họ. Thông điệp từ câu chuyện này là gì? Hãy cẩn thận với lời nói của mình, nếu không bạn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Và tất nhiên rồi, luật nhân quả không bỏ sót một ai, sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Chúng ta cùng ôn lại một số từ vựng được nhắc đến trong video này nhé. Island. Island. Villager. Villager. Curse. Curse. Dry. Dry. Psychologically. Psychologically. Video xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.